Quân. Bây giờ chúng ta qua một vấn đề hết sức quan trọng, đó là điều trị đái tháo đường không dùng thuốc. Người báo cáo viên đó là phó chứ tiến sĩ dược sĩ Trần Hữu Dũng với tinh bột đề kháng dùng hỗ trợ cho điều trị đái tháo đường béo phì. Kính thưa các quý đồng nghiệp ở trong hội trường, như vậy là từ chiều đến giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều cái báo cáo về các cái bệnh về đái đường cũng như các cái rối loạn chuyển hóa. Thế thì bây giờ thì tôi xin được đại diện cho nhóm nghiên cứu của tôi để mà báo cáo một cái có thể coi như một cái phương pháp chọn lựa để hỗ trợ cho cái công tác điều trị đái đường và rối loạn nội tiết mà chúng tôi xin được giới thiệu đó, và cái tên đó là mang tên là cái tinh bột đề kháng. Thế thì tôi xin được giới thiệu qua vì đây là một cái khái niệm mới, và thật là một khái niệm cũng khá mới và có tính thời sự đầu tiên ở Việt Nam chúng ta. Đó, tôi xin được giới thiệu là nếu như chúng ta hình như là có lẽ là slide thôi được rồi, tôi xin vì cập nhật slide bị lỗi. Tôi xin được giới thiệu và sơ bộ chút về cái khái niệm là thế nào là cái tinh bột đề kháng. Thế thì bình thường cái tinh bột đề kháng của chúng ta, nếu như là một cái đó là một polysaccharide khi mà đi vào trong hệ tiêu hóa của cơ thể thì một phần nhỏ là bị tiêu hóa tại đường miệng, nhưng chủ đạo là nó sẽ bị tiêu hóa bởi cái enzyme amylase ở tại hệ đường ruột và nó chuyển hóa để các thành là cả từ monosaccharide và disaccharide. Monosaccharide chủ đạo đó là chính là các cái glucose và nó hấp thu tại ruột, còn các cái disaccharide thì nó chuyển hóa thành là đó là chính là lactose và fructose và nó chuyển hóa thành glucose và sau đó hấp thu để dự trữ tại gan. Tuy nhiên nếu như là vì một lý do nào đó mà cái phần tinh bột này nó không bị chuyển hóa bởi enzyme amylase thì cái phần tinh bột này là thoát khỏi sự tiêu hóa tại ruột non và đi về ruột già, và đây là một cái khái niệm đó là chính là tinh bột đề kháng, và đây là một cái quan điểm mà định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế thì nếu mà hiểu theo một phương hướng phát triển như vậy thì tôi xin được giới thiệu là trong tinh bột của chúng ta chuyển hóa trong cơ thể người là nó có 3 phân đoạn. Thứ nhất là cái phân đoạn tiêu hóa nhanh và phân đoạn tinh bột tiêu hóa chậm. Hai phân đoạn này là một phần tiêu hóa nhanh là nó chuyển glucose sau 20 phút và phần chuyển còn lại là sau 120 phút, nhưng tất cả đây là những cái yếu tố gây tăng đường máu mà chúng ta thấy là về cái bệnh nhân đái tháo đường là rất là đáng lo sau khi bữa ăn mà khi tăng đột ngột của glucose máu. Thế thì còn cái phần tinh bột mà như tôi giới thiệu lúc này mà thoát khỏi cái phần ruột non thì nó rời về được già, thì đấy là cái phần mà như tôi nói là cái tinh bột đề kháng. Thì cái phần tinh bột đề kháng này tôi xin rất tiếc là tôi cũng bị lỗi cái slide. Phần tính bộ cây kháng này, vậy thì chúng ta thường hỏi là nó lại vậy thì nó có phải là cellulose hay là những cái sợi tinh bột không, thì tôi xin trả lời là nó không. Anh chuyển phòng to lên cho mình. Chính cái phần tinh bột này khi thoát khỏi cái sự tiêu hóa của ruột non về chuyển về ruột già thì nó sẽ bị lên men bởi các cái vi khuẩn hiếm khí để chuyển hóa thành các cái axit béo trung hạn, đó là các cái short chain fatty acids,
Và đây là một cái nguồn rất có vai trò rất lớn mà tôi xin được giới thiệu cho cái vai trò của nó sau này. Vậy thì cái phần đầu tiên tôi xin được kết luận là tinh bột đề kháng là một sản phẩm khác hoàn toàn với các cái dòng sợi, các cái dòng cellulo mà chúng ta ăn kiểu hàng ngày. Vậy thì cái vai trò của tinh bột đề kháng nó nằm ở đâu? Tôi xin giới thiệu đầu cái vai trò đầu tiên là tinh bột đề kháng dùng trong cái hỗ trợ kiểm soát cái đường máu sau ăn. Cái sự thể hiện cái kiểm soát đường máu nó thể hiện ở hai pha. Ở cái pha thứ nhất là như chúng ta biết là nếu mà cái tinh bột mà nó đề kháng lại sự thủy phân amida thì làm cho cái đường máu sau ăn nó không tăng cao, và như vậy đấy là một yếu tố là loại bỏ cái sự nguy cơ của cái bệnh nhân mà sau cái bữa ăn đối với tinh bột. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng hơn nữa đó là sau đó thì cái nguồn tinh bột này nó không phải là nó tiêu hóa được liền, mà nó đóng lại thành một cái khối và nó còn tồn tại một thời gian khá dài ở trong ruột, nhưng nó vẫn bị một thủy cơ một cách nhẹ nhàng để nó tạo thành là một cái luồng một cái nồng độ gluco đủ để cho bệnh nhân vẫn cảm thấy là thỏa mãn, không cảm thấy là quá tăng. Nhưng mà khi là đường máu như bình thường là khi chúng ta ăn là khi tăng giảm đột ngột thì làm cho cơ chế là nó khi thì no, khi thì nó đói, và đấy là chính là cái mà hỗ trợ rất tốt cho cái kiểm soát của cái tinh bột đề kháng. Một trong những cái mà rất tiếc là tôi xin lỗi là tôi cũng kiểm soát được là khi chuyển em là cái slide bị lỗi. Tôi xin được nói sơ qua về những cái công trình, những nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện. Thế thì như vậy là đây là một cái công trình chúng tôi đã tạo thành là cả cái loại tinh bột đề kháng. Thì đảm bảo là sử dụng cho tiến trình mô hình chuột béo phì đại đường tiếp 2 mà chúng tôi gây dựng lên. Thì chúng ta thấy là nếu như là sử dụng cho cái chế độ ăn với những cái mức độ mà tinh bột đề kháng nhau, thì ngay cả sau cái bữa ăn thì cái mức độ đường máu của chế độ ăn tinh bột đề kháng nó giảm rất nhiều so với là cái phần cả cái tinh bột bình thường. Tuy nhiên lại cũng có một cái thú vị nữa là ngay sau đó thì cái phần tinh bột này nó lại đường máu nó hạ từ từ, trong khi là những cái phần tinh bột mà tự nhiên thì nó hạ rất là đột ngột, nó làm cho cái là không thể kiểm soát được cái đường máu. Chính vì đây là một cái ưu điểm của cái tinh bột mà chúng tôi thử nghiệm trên mồn chuột béo phì đại đường. Bên cạnh đó thì đây là cũng là một cái công trình nghiên cứu năm 2012, bởi vì quá trình nghiên cứu của nhóm tôi là mất khoảng là 9-10 năm. Vậy thì ở cái công trình này thì chúng tôi tạo ra một cái sản phẩm là tinh bột đề kháng bằng điện tử hoặc vật lý, và tạo ra cả cái sản phẩm bánh để mà dùng cho trên 100 người béo phì người đại đường tiếp 2. Thế thì kết quả đã cho thấy là rất là thú vị. Chúng ta xem là cái mức đường máu sau ăn tại là 1 giờ và 2 giờ của cái phần bánh tinh bột này là nó giảm rất nhiều, khác biệt có nghĩa so với là cái nhóm đối chứng là cái tinh bột mì tự nhiên. Tuy nhiên là quả thật là nó vẫn có cái nhược điểm, tức là cái khẩu phần ăn thì nó vẫn là chiếm được một cái gọi là cái rê sau bữa ăn theo ADA 2019 á, là nó giới hạn là tốt nhất là đến dưới 10, thì cái này thì quả thật là nó vẫn là trên 10, thì đây là một trong cái nhược điểm của cái tinh bột này. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có phát triển một loại cái tinh bột mới là tinh bột Miastat, và tinh bột này thì nó biến thuận học thành là nó tốt hơn, và chúng tôi đã thực hiện cái nhóm nghiên cứu ở tại Bình Định. Chúng tôi ở đây thì trong cái hội trường thì có thầy Hải Thùy và có rất là nhiều đồng nghiệp của tôi cũng đã tham gia vào trong cái nhóm nghiên cứu này. Thì kết quả cho thấy là như vậy là cái tinh bột này là nó đã tạo ra một cái chuyển hóa của R1-R2 nhỏ rất nhiều so với cái khẩu phần tinh bột mì tự nhiên. Bên cạnh đó thì một cái điều thú vị hơn nữa là trên 115 người bệnh mà chúng tôi theo dõi, thì cái nếu như là đánh giá trên cái chỉ số là đường máu sau ăn của ADA 2019 là nó nhỏ hơn 10, thì tôi thấy là cái nhóm cụ thể là sau khi khảo sát thì trong 115 ấy thì có là 30 người là đạt được ở cái mức R1 cũng như là 37 người đạt ở mức R2, tức là chiếm tỷ lệ từ 35-40% là được cái ngưỡng là cái glucose máu sau ăn là rất là an toàn. Và khi chúng tôi khảo sát lại thì tất cả những cái đối tượng này đều là ở cái mức là tiền đại đường hoặc là mới được chẩn đoán là đại đường trong giai đoạn sớm. Chính vì vậy mà nó đáp ứng được cái sử dụng những cái mức tinh bột này rất là hiệu quả. Thứ hai,
Tôi xin được giới thiệu cái vai trò của tinh bột, nó cũng rất tham gia và quan trọng trong cái vấn đề là điều chỉnh cái trọng lượng của cơ thể. Thì chúng ta xem là trong đây là một môn thực nghiệm của chuột béo phì đại đường mà nó nghiên cứu đã khảo sát được. Thế nếu như là ở cái mức là ở cái trong thời gian đầu, một tuần, một tháng đầu thì không thay đổi nhiều giữa các khẩu phần ăn, nhưng mà ở những cái tháng từ tuần từ 6 tới 7 thì những cái chế độ ăn tinh bột đề kháng đã làm cho cái trọng lượng của chuột nó giảm rất nhiều, và đến nhược sau nó thì nó còn giảm hơn so với là cái nó bình thường. Điều này được giải thích là bởi vì như tôi nói lúc nãy là khi mà trong cái chuyển hóa thì cái tinh bột đề kháng nó không chuyển hóa thành glucose trong lục dạ, nhưng nó là được lên men để tạo thành các cái axit béo chuyển ngắn, và các axit béo chuyển ngắn này nó tác động lên các cái thủ thể free fatty acid AMP3, thì nó tạo ra cả cái hormone GLP-1 và PLP-1 mà các cái chuyên gia đầu ngành mà của chúng ta đã giới thiệu như là cho hội trường chúng ta thấy là những cái cơ chế đấy. Thế thì đặc thù của cái trong hai hormone này, đặc biệt là PPY này, là nó có cái cơ chế giống như là leptin, tức là nó tác động ngược lại những cái vùng dưới đồi và làm cho cái cảm giác là chán ăn, nhìn ăn, bởi vì nó báo một cái là đủ năng lượng cho cơ thể, và cái điều đấy là làm cho cái trọng lượng cơ thể nó giảm rất là nhiều. Và một trong những cái mà nghiên cứu mà chúng tôi khảo sát được, đấy là cái chuột mà chúng tôi phẫu thuật ra và định lượng tất cả những cái thành phần ở chuyển hóa của cái tinh bột ở từ trong manh tràng, đại tràng và trực tràng bằng cái thiết bị là HPLC mà chúng ta sẽ, đây là cái sắc cái đồ trên slide đã bị lộ thành là hiện nay thì chúng ta mất hết những cái hiệu đây. Và như vậy là qua đó thì cho thấy là cái hàm lượng của cả axit béo chuyển ngắn này trong tinh bột đề kháng nó được chuyển hóa rất tốt, và thứ hai là đây là một sản phẩm được chuyển hóa không gây một hiện tượng là lấy men thối hay là những cái là không có một cái chuyển hóa năng lượng như là các cái chất cellulose hoặc là chất xơ mà chúng ta dùng hàng ngày. Và đây là một trong cái nghiên cứu mà của Kato của tác giả người Nhật, thì cho thấy là như vậy là nếu mà ta thấy là cái khẩu phần ăn tinh bột đề kháng nó càng tăng lên thì theo thời gian thì có thể là với chuột béo phì đại theo đường tiếp 2 nó làm cho cái tích thước của mô mỡ cũng giống như là các cái tế bào mỡ nó đã giảm, nó rất là nhiều, rất có ý nghĩa. Thế thì ngoài ra thì một cái vai trò thứ ba trong cái của cái tinh bột đó là cái gây cái tăng nhạy cảm của insulin. Cái vấn đề là tăng nhạy cảm của insulin thì một số các cái tác giả trên thế giới người ta đã giải thích như sau. Và đầu tiên người ta đã chứng minh thực nghiệm, tức là khi mà sử dụng cái khẩu phần ăn tinh bột mà có cái tinh bột đề kháng cao, thì đầu tiên người ta có thấy là cái chỉ số của fasting glucose cũng như insulin đã giảm rất là nhiều, và đồng thời người ta định lượng được cái là GLP-1 là nó là tăng hơn rất nhiều so với khẩu phần ăn bình thường. Thế thì cái cơ thể để mà giải thích được cái PP-1 chúng ta đã được nghe là các chuyên gia đầu ngành để giải thích, mà một trong cái slide mà tôi mất đây là người ta đã chứng minh được là cái GLP-1 thì nó sẽ là truyền vào cái tín hiệu trong cả cái tế bào mô cơ, và nó dần để làm tăng CMP vòng, mà CMP vòng nó tăng lên, nó tăng kích thích để tăng ATP, và nó dần đến là đóng kín kali, và khi đóng kín kali thì cái cân canxi nó mở ra và nó kích thích để tăng tiết insulin để mà tăng cường hấp thu của glucose vào trong nội mạc. Bên cạnh đó thì cái vấn đề là cái như tôi giải thích lúc này, cái gây mô mỡ, cái giảm của mô mỡ cũng là làm giảm cái độ nhạy cảm của cái insulin, bởi vì là như vậy là các cái free fatty acids nó sẽ giảm, nó dẫn đến là giảm yếu tố viêm interleukin cũng như là làm tăng cái receptor của cái độ nhạy của cái tế bào insulin trên cái mô cơ và mô gan. Bên cạnh đó thì cái vấn đề là đánh giá thực nghiệm mà chúng tôi cũng theo dõi được ở trên chuột béo phì đại đường, thì kết quả cho thấy là với cái nhóm chuột mà béo phì đại đường sau 3 tháng thì cái chỉ số glucose và insulin nó đã giảm trở về, đấy là những cái tháng mà những cái theo cái chiều hướng mà chúng tôi đánh giá thế cái nhóm chuột bình thường, thì cho thấy là ở thời điểm 8.94 tuần thì những cái nhóm ăn tinh bột càng cao, đề kháng càng cao thì nó càng chuyển hóa và nó giảm thì mức glucose và insulin trở về bình thường. Cũng như là bên cạnh đó thì chúng tôi đã đánh giá được cái chỉ số HOMA và chỉ số macrolide,
cũng đã trở về cái trạng thái bình thường. Như vậy là nó giảm được cái tính là đề kháng của insulin rất là rõ. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là sau đó thì có triglyceride, đặc biệt nhất là cái chỉ số triglyceride nó giảm rất là nhiều. Mà triglyceride nó ảnh hưởng đến chỉ số là cái mắc olay của chúng ta. Chính vì vậy mà nó cải thiện được cái sự đề kháng của insulin rất là tốt. Bên cạnh để thêm một cái vai trò thứ tư mà cái tính bột đề kháng là nó thể hiện rất rõ mà trong thực nghiệm, đó là cái vấn đề là để làm giảm được sự hấp thu triglyceride và cholesterol. Cái cơ chế nó được giải thích như sau. Tức là trước tiên thì như chúng ta đã biết thì cái tính bột đề kháng thì nó rất là tức là nó kém tiêu hóa hơn so với tính bột bình thường. Thành nó sẽ tạo ra một cái khối không cần ở bên trong cái thành lòng ruột, và nó dần để nó làm cản trở sự hấp thu ban đầu của các axit béo và các cái triglyceride trong chu trình gan ruột. Đấy là cái lý do mà giảm triglyceride. Tuy nhiên bên cạnh đấy có một sự thú vị hơn là mà chúng tôi đã khảo sát được trong thực tiễn, khi đó cái pH của ruột á thì nó pH nó giảm xuống. Lý do là vì là cái sản phẩm chuyển hóa của các cái tính bột đề kháng này đó chính là axit béo chuyển ngắn. Mà khi pH ruột nó giảm thì nó dẫn đến nó sẽ tăng proton hóa các axit mật và nó giảm theo là đào thải của cholesterol. Đấy là cái lý do mà dẫn đến là triglyceride và cholesterol nó giảm rất là tốt. Và đấy là trong những cái thực nghiệm chúng tôi theo dõi được là coi như là cái thời gian giảm triglyceride và cân nặng cũng như cholesterol, HDL, CLD, LDL và cũng HDL của trên các cái môn mà chuyển hóa mà của chuột. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng có một chia sẻ thú vị vì chúng tôi là nhà dược lý. Thì khi chúng tôi làm thì phát hiện là tại sao là chuột là LDL khi bệnh lý thì nó vẫn là thấp hơn so với là HDL. Thế thì cái này là một cái mà chúng tôi đã tìm được là đối với chuột thì nó khác với cơ địa người chúng ta. Tức là ngay cả bệnh lý cho đến trạng thái bình thường thì là HDL đều cao hơn so với LDL. Và như vậy là tôi xin được có kết luận là các cái tác dụng của tinh bột đề kháng, thứ nhất là tăng cảm giác no và thỏa mãn. Cái cảm giác no bụng đó là cái sự chuyển hóa rất là chậm, và thỏa mãn đấy là cái sự đường máu mà nó kéo dài sau những bữa ăn thứ hai thứ ba mà chúng ta xem. Thứ hai là nó kiểm soát cân nặng rất là tốt, và thứ ba là kiểm soát cái đường máu, đây là đường máu sau ăn. Thứ tư là làm tăng độ nhạy của insulin. Cái thứ năm là điều hòa cả cái hệ vi khuẩn của đường ruột, tức là nó bên cạnh cái vấn đề là lên men của tài cả cái axit béo chuyển ngắn thì nó cũng cung cấp năng lượng cho các hệ vi khuẩn đường ruột rất là nhiều. Và một trong những cái mà nghiên cứu mà chúng tôi đang cố gắng để tìm hiểu cái cơ chế đó là hạn chế các cái ung thư đại tràng. Đây là một trong những cái mà chúng tôi đang cố gắng để tìm hiểu. Thế thì bên cạnh đó thì tôi cũng xin chia sẻ là vì đây là tôi báo cáo là slide tôi bị lỗi, có một cái vai trò thứ năm mà tôi rất là và nhóm kiểu rất tâm đắc, đó là sau một thời gian dài dùng tinh bột đề kháng thì cả thì tôi chưa thử, chúng tôi chưa thử nghiệm trên muôn là người, nhưng mà trên muôn chuột thỏ mà thực nghiệm thì điều cho thấy là chỉ số đường máu sau 3 tháng nó trở về trạng thái bình thường. Điều đấy được lý giải là vì là vừa là cả là tăng độ nhảy tăng gọi là giảm glucose máu, đồng thời là tăng độ nhảy insulin, giảm sự hấp thu glucose, cũng như là làm coi như là chán cái cảm giác thèm ăn, giảm triglyceride. Thì tới thì tất cả những cái hệ quả, cái vai trò mà tôi vừa vừa thấy cái vai trò đấy về mặt lâu dài thì nó kéo được cái chỉ số glucose máu của cả cái bệnh nhân của chúng ta trở về cái trạng thái là bình thường. Như vậy là đây là một trong những cái mà cũng chỉ là những cái nghiên cứu sơ đời ban đầu chính chia sẻ với là hội trường hôm nay, và cũng là mong là hy vọng là trong tương lai thì có thể là cái tinh bột đề kháng này nó có thể là trở thành là những cái nguyên liệu để tạo thành là những cái sản phẩm như các loại bánh, các cái loại mì, các loại sợi hay là các ổ mì để dùng cho bệnh nhân rối loạn chuyển hóa, béo phì hoặc là đái đường của chúng ta sử dụng cho cái vấn đề là cái công việc hàng ngày mà vẫn hạnh phúc, mà vẫn là không có cái yếu tố nguy cơ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của đại biểu. Cảm ơn đại biểu. Thấy đây là một loại acarbo, có nghĩa là nó ức chế đường đôi biến thành đường đơn, do đó là hạn chế cái đường. Mà khi hạn chế đường mà hấp thu ruột á, thì như vậy là chúng ta biết đường đó đi vào trong cơ thể chúng ta nó biến thành triglyceride, do đó lý do vì sao giảm triglyceride. Một cái nữa là chúng tôi nhận thấy là cái này là qua quá trình nghiên cứu thì làm tất cả những bệnh làm nghiệm pháp chú nạp glico, thì từ lâu chúng ta cứ quan điểm rằng là đường máu sau ăn
là kiểm soát. Nhưng trong thực tế khi chúng tôi làm, tôi nhận thấy R1 là quan trọng chứ không phải là R2 là quan trọng. Một điều thay đổi, chính vì vậy chúng ta thấy bây giờ những guideline của đây họ đề nghị là mức cao nhất sao ăn, tiếng họ nói đường máu sao ăn, nên mình hay có một thói quen là đường máu sao ăn. Thì đây là những cái tôi xin chia sẻ với các anh chị. Anh Vinh.